Ok, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoài An Audio. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em giới thiệu tất cả các bác một dòng sản phẩm mới của chính hãng, một thương hiệu Eric được sản xuất tại công ty của TD Acoustic các bác nhá. Sản phẩm của TD Acoustic thì là sản phẩm một hãng rất là lớn và sản phẩm luôn luôn đi đôi với chất lượng. Thì ngày hôm nay sẽ được sản xuất ra model của loa Eric. Sẽ sản xuất tiếp theo những Eric, đẩy Eric và những của dòng mic Eric, toàn những sản phẩm chất lượng. Thì một đôi loa này của model của nó là UK12, một bát 30 và một chiếc kèn. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác, review các bác rất kỹ luôn các bác nhá. Và dòng sản phẩm này em khẳng định các bác luôn là hàng chính hãng 100% và hàng nhập khẩu của nguyên chiếc của chị La các bác nhá, thùng 2 lớp. Và bây giờ sẽ mời các bác cùng đi trải nghiệm loa của loa Eric. Các bác, và ngày hôm nay em sẽ khui chiếc loa nguyên đai nguyên kiện của dòng UK12 các bác nhá. Thùng 2 lớp, hàng nhập khẩu, hàng xịn sò luôn. Đai này, đai 3 lớp này. Đây là một lớp cắt tông ngoài, đây là lớp cắt tông trong anh em nhá. Tất cả đều được tốt này, rất là chất lượng luôn. Và 3 lớp xốp điện các bác nhá. Mời cùng bác cùng chiêm ngưỡng dòng sản phẩm của loa Eric UK12. Đó, dòng sản phẩm này được sản xuất tại công ty của TD Acoustic. Được sản xuất nhập khẩu tại Made in China, hàng xịn 100% các bác nhá. Quá đẹp luôn. Thực sự là rất là đẹp và rất tinh túy. Đây của nó model là Eric UK12 các bác nhá. Công suất của nó là 300W và độ nhạy 99 dB, độ nhạy rất là cao. Chạy trở kháng 8 ohm, được chưa? Và con này sẽ được Made in China, sản xuất tại Made in China và tại công ty của TD Acoustic. Jack trích sử dụng bằng jack trích in và out. Rất là đẹp các bác nhá. Từ nước sơn, tay sách. So, ok tất cả các bác, và các bác cùng xem chi tiết nội thất bên trong của loa Eric được sản xuất tại công ty TD này nhá. Và đầu tiên thì tem có logo của nó, thì như dòng TD thì nó sẽ có đèn 7 màu các bác nhá. Bóng đèn 7 màu. Thì khi loa chạy thì cái chữ Eric này nó sẽ sáng. Và đây, rắc này cắm vào đèn các bác nhá. Ở đây có xem bát này, chi tiết quá là đẹp luôn. 3 gân sóng này, đúng là hàng nhập khẩu, tiếng rất là ấm luôn. Riêng dòng này thì cam kết các bác tiếng cực kỳ hay luôn. Dòng sản phẩm chính hãng các bác nhá, hàng xịn nhá. Và sẽ bây giờ sẽ tháo nội thất cho các bác xem nhá. Cho các bác xem nội thất chi tiết nhá. Ok thưa các bác, thì đây các bác xem chi tiết này. 2, 4, 6, 8 xương của Eric, côn 76 từ 190 các bác nhá. Đấy. Và tép của nó côn 4.5 này. Đấy, 44. Từ quá dày luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Và chất lượng chi tiết bát thì từ của nó rất khá là dày. Và cho các bác xem từ bát này. Từ bát khá là dày, côn 76. Được chưa ạ? Côn 76. Từ 190 các bác nhá. Đây các bác nhìn rõ bằng bát này. Riêng dòng bát này thì đánh tiếng cực kỳ là mềm tiếng bát luôn. Các bác nhá. Và rất là lợi về lời. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Eric. Thì đây cho các bác xem này. Tất cả đồng bộ của nó là Eric hết các bác nhá. Cho các bác xem phân tần nhá. Đây bên trong của nó mút trứng tiêu âm này. Mút trứng tiêu âm này. Rất là dày. Và dưới là bông tiêu âm này. Được chưa ạ? Tất cả dây được sử dụng dây rất là xịn sò và bọc. Sản phẩm chính hãng thì thực sự các bác là rất là chất lượng các bác nhá. Đây là sợi dây là kết nối lên đèn này. Và con này sử dụng phân tần của nó đây. Phân tần Eric luôn các bác nhá. Eric luôn.
được chưa ạ? Phân tần Eric luôn. Và phân tần các bác nên nhớ là phân tần con này nó chạy bằng cầu, đối bằng cầu loa, cầu đối bằng cầu chứ không phải là phân tần hàn được các bác nhá. Phân tần bằng cầu luôn, rất là xịn sò luôn nhá. Rất là xịn sò. Chạy bằng cầu loa, đối bằng cầu loa. Và con này là sẽ có một vỉ để chạy ra bóng đèn nét 7 màu ra cái logo các bác nhá. Ok, và bây giờ sẽ lắp lại và sẽ cùng đi setup lại cho các bác nghe chất lượng về dòng loa Eric này. Em nhắc xin nhắc lại, dòng loa Eric này nó là sản phẩm của sản xuất tại chính hãng của TDL Cotic các bác nhá. Ok. Và sau khi em đã tháo cho các bác xem nội thất xong và chi tiết xong thì cho các bác xem lại chi tiết thiết kế thùng này. Và phiên bản này nó sẽ cao cấp hơn cả của TD các bác nhá. Đấy. Và nó được sản xuất tại công ty TD thương hiệu Eric. Và rất đẹp thực sự các bác. Đây, thiết kế lỗ thông hơi này, giá đỡ này. Và con này là sẽ cắm vào đèn logo này. Ok, và bây giờ sẽ ghép lại các bác cùng đi trải nghiệm nhá. Ok tất cả các bác, và ngay lúc này em sẽ test cho các bác một đôi loa Eric. Thì khi phát nhạc thì cái đèn logo Eric nó sẽ phát sáng theo 7 màu theo nhạc các bác nhá. Và dòng này là dòng em nhắc lại là được sản xuất tại của công ty TDL Cotic, hàng chính hãng, nhập khẩu chỉ là 100% các bác nhá. Và các bác nghe đánh rất là gấu luôn. Trải nghiệm nhạc sống Roomba, các bác nghe chất lượng của âm thanh của đôi loa Eric này nhá. Lệ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lệ 1, 2. Quý thưa quý vị đang được trải nghiệm test tiếng mic trên trực tiếp đôi loa Eric được sản xuất tại công ty của TDL Cotic. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc Anh Không Tha Thứ. Và em hát rất ít effect để cho các bác nghe được tiếng mic mộc của dòng loại Eric này. Độ nhạy nó 99 dB, rất là khủng khiếp đúng không ạ? 1, 2, 6, 7. Bờ mi anh xin đừng ngất nề như ngày em bước đi. Giờ ôm than vẫn cùng nghịch gì người bận tâm chi. Giờ đây phương xa đó nhung khắm quanh mình. Người có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn mình thương nhau mãi đâu. Sao sợ âu sầu. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người. Thật lòng thương lấy em. Giờ em đau anh cũng rất buồn. Vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này. Mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau. Xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời
tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng anh than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm lo sẽ tìm anh làm hai. Đó, thì quý vị vừa rồi được thưởng thức thì chủ yếu em hát rất ít effect, không hát nhiều effect các bác nhá. Còn khi nào các bác mua thì em sẽ chỉnh cho các bác tiếng vang nhiều effect. Đây là em hát chủ yếu tiếng mộc nhiều để cho các bác nghe được tiếng loa. Và em cũng đang test trực tiếp trên đôi bộ mic không dây của Eric luôn, PS21 Pro và sản phẩm chính hãng các bác nhá. 1, 2, kính thưa quý vị, Long 6A, 1, 2.